Cải thiện tình trạng thừa cân, béo phì là một quá trình kết hợp giữa việc duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý và kết hợp với việc sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe an toàn. Hiện nay, nhiều chị em phụ nữ đã tìm đến việc lựa chọn các loại thực phẩm hỗ trợ này như một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Được nghiên cứu và chiết xuất từ các loại thảo dược thiên nhiên, nhục thung dung, chè đắng, trà xanh, bột than tre, viên uống giảm cân AB có tác dụng ngăn ngừa quá trình tích lũy và hấp thu mỡ thừa, xúc tiến tuần hoàn máu, gia tăng quá trình trao đổi chất cơ bản, tan mỡ và phân giải, ngăn chặn quá trình tích lũy mỡ thừa cũng như sản sinh nhiệt lượng đốt cháy mỡ. Đặc biệt, viên uống giảm cân AB bao gồm viên A và viên B đã ứng dụng phương pháp xúc tiến trao đổi chất cơ bản có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, hỗ trợ giảm cân nhanh chóng, giúp người dùng kiểm soát cân nặng, tránh các tác nhân phụ, mệt mỏi, chóng mặt. Sản phẩm đã được nghiên cứu và đánh giá là an toàn và hiệu quả khi sử dụng.